chào anh em nha. Hôm nay lên một con xe phun thuốc, nói chung rất là độc luôn. Hồi giờ bà con anh em nghe là phun thuốc hai cầu nè, một cầu nè, ba cầu nè. Đó, nhưng mà con này đặc biệt phun thuốc, con này là một cầu rưỡi. Đó, một cầu rưỡi. Hàng rất là độc luôn, rất là hiếm. Con này thì hồi đầu em có một con mà em không có dọn, em bán cho khách về tự dọn luôn, nên là em không quay video nên bà con không có biết ha. Con này là một cầu rưỡi anh em. Tại sao nói nó là một cầu rưỡi? Đây, đằng sau là chạy bốn bánh ha. Đây hai bánh, kia hai bánh, đằng sau là một cầu. Đó, một cầu nhanh bà con nha. Đây nó chiền, chiền lắp lên đây, chạy một cọng sơn rất là bự ha. Đó, chạy vô trong đó, nó chiền một cái cốt qua đây nha bà con nha. Đó, bà con ha, đó một cái cốt qua đây. Đó, kéo một cọng sơn xuống cái bánh dưới. Đây, đó có nghĩa là cái bánh trước là nó quẳng chạy luôn nha. Đó, khi mà mình chạy là nó chạy cầu sau và một cái cầu trước này nữa. Đây không phải gọi là cầu nhưng mà nó kéo cái bánh trước chạy luôn, không phải là cầu đâu ha. Đó, đây. Thấy không? Kéo một cái cốt trước, bánh trước chạy luôn. Bánh trước là chạy bánh 20 x 10 trừ 10. Đó, bánh thì nói chung như mới. Xe này thì tình trạng rất là đẹp ha. Đó. Bánh ha, ốc trong 7 màu luôn. Sơn rất là bự, sườn khủng khiếp luôn. Đây. Thấy không? Những cái con 5 bánh thì hoặc là nói chung 5 bánh thì nó có lợi của 5 bánh nha bà con nha. Chẳng hạn như cái bánh trước nè, nó có một bánh trước thì mình chạy mình cua rất là dễ hơn. Có nghĩa là mình cua diện tích hẹp, những cái chỗ mà đường hẹp rồi này nọ mình cua rất là dễ. Tại vì lý do là cua diện tích nó rất là nhanh ha. Khi mà mình cua qua là cái bánh nó đi ngặt qua một khoát là nó đi. Nói chung là không phải như hai bánh cua hai bánh thôi. Một bánh cua rất là dễ luôn. Đó. Tại vì Nhật nó thiết kế ra thì cái gì nó cũng có cái lợi của nó. Chứ không ai mà rảnh mà thiết kế con như vậy. Đó. Ví dụ những cái địa hình chặt hẹp mà lầy lúng thì mua con này về chạy y như con hai cầu luôn. Khỏe hơn con hai cầu, nhiều khi có thể khỏe hơn và dễ chạy hơn nha bà con nha. Đó. Mỗi con là mỗi công việc, chứ không phải là mà cái con nào nó cũng dồn vô công việc của con đó đâu. Tại vì người Nhật họ thiết kế là cái con nào là riêng cái con đó. Đó. Con này thì nó rất là dài ha, nó dài hơn cái con hai cầu bình thường của mình đó. Đó, con có thể thấy này. Đó, rất là dài luôn. Những xe mà máy như vậy thì sau này mình xài mình ngán, mình không thích xài phun đằng sau nữa thì mình tháo hẳn cái bồn ra luôn. Đó, tháo hẳn cái bồn dàn quạt dàn bét ra luôn. Đó, mình chở mình làm một cái thùng xe rùa mình chở đi ha. Còn cái này mình vẫn kéo dây mình đi phun bình thường. Con này đặc biệt chạy động cơ 4 máy dầu turbo ha. Đó, này turbo này. 4 máy dầu. Máy thì siêu khủng, máy rất là đẹp. Con này chạy rất là ít hơn, có 672 giờ thôi bà con. Đó. Mitsubishi. Con này là động cơ Mitsubishi. 4 máy turbo. Đó, máy đẹp xuất sắc. Bên em máy móc thì hộp số cầu này nọ không có bung gì thôi. Con này là rin nguyên bản, về nó chỉ bể một hai chỗ. Bể một hai chỗ linh tinh mấy cái đồ nhựa thì bên em chẳng hạn như chỗ này nè. Đó, nó bị tét một đường ha, ngay đây. Đó, thì bên em đã làm camoxit và sơn lại rồi, nên là thấy cái dấu màu đỏ nó sẽ đỏ hơn. Đó, thì cái này em nói trước cho bà con ha. Này xài bét sứ nè. Đó, dàn bét này thì xài thì cực kỳ là bền luôn, siêu bền luôn nha. Đó, bét này rất là bền luôn. Con này phun thì khỏi phải nói, lát nữa em sẽ test cho bà con xem. Mạnh, cực kỳ mạnh. Đó, quạt thì hú như là tập thăng luôn. Con này là 600 lít nha. Đó, đặc biệt là 600 lít áp ti sứ ha. Đây áp này. HS85. Con này ti sứ. Đây có một cái giòi để mình gắn vô để mình kéo dây mình phun nữa nè. Bên kia có một cuộn dây nữa nè. Con này liền lạc lắm, rất là liền lạc, rất là sạch sẽ luôn. Đó, xe đẹp rinh nguyên bản hết rồi. Đèn mặt đèn. Đó. Xài thắng dầu luôn. Đây. Thắng một phát là lết bánh luôn ha. Đó, thắng này. Con thắng con dầu đây. Hệ thống nó còn liền lạc sạch sẽ từng con ốc. Xe này về em chỉ rửa và tút lại những cái chỗ hơi bởi bởi thôi. Đó. Còn ngoài ra là rin nguyên bản hết thôi. Không có đụng chạm một cái gì hết. Máy cực kỳ đẹp. Đó. Máy nói chung con này 600 lít 4 máy turbo thì nó mạnh kinh khủng lắm nha. Mạnh khỏi phải nói luôn. Liền lạc lắm, sạch sẽ, hộp số cầu số khô ráo, không xì không sọc luôn. Trời, cái máy đẹp không? Quá đẹp, nhức nách.
600 lít thùng tiền cho bà con, phun pha thuốc thì đủ luôn, đủ chế độ luôn. Rồi bây giờ em sẽ test nước cho bà con xem nha. Phun thuốc nhà em là phun là siêu mạnh luôn, phun là lúc nào bét là phun nước rất là đều, rất đẹp đó. Tại vì hệ thống những cái hệ thống phun thuốc bên em thì đồ đạc đồ này nọ bên em rất là rành ha, kiểm tra nên là những cái nào mà dạng như nó phun yếu là bên em sẽ kiểm tra hồi này nọ là ok hết cho bà con hết, chứ không phải để phun mà nó lẹt xẹt luôn ha. Đó, rất là mạnh luôn. Phun ra tới ở ngoài nhà lưới bên kia, đụng nhà lưới đó là tầm khoảng 13-14 mét nha bà con nha. Con này thì nó mạnh kinh khủng luôn. Phun như thế nào thì bà con có thể hình dung và thấy thấy ha. Con này mua về phun thì bá đạo luôn. Đó, sầu riêng đồ ok hết. Rồi, bà con nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0835 585879. Em ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe rất là đẹp nha bà con nha. Bao rinh căng đét. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.